Xin chào tất cả các bạn đã trở lại với số Côn Như Khúc của Toàn. Thì hôm nay Toàn sẽ nói về những cái dòng Côn Như Khúc mà nhiều người sử dụng nhất nha. Những bạn nào mà quan tâm đến Côn Như Khúc thì trong video ngày hôm nay thì mình sẽ nói về dòng Côn Như Khúc mà Toàn bán chạy nhất, hay còn gọi là cái dòng Côn Như Khúc mà nhiều người sử dụng nhất. Thì mình sẽ nói từ từ nha, nó nhiều quá. Mình bán là hơn 30 mẫu Côn Như Khúc mà hôm nay mình chỉ lấy ra một phần nhỏ để mà chia sẻ với anh em là những cái dòng nào anh em hay sử dụng nhiều nhất. Thì đầu tiên đó, nói về cái dòng rẻ tiền nhất đi, là dòng biểu diễn đi, là 135.000 dòng này. Đây, dòng này trên thị trường người ta đang bán là 240.000, nhưng mà bên shop Toàn chỉ bán là 135.000. Tại vì Toàn xin phép anh em nói có nhiều cái nó khó nói cho người ta, bởi vì người ta cũng kinh doanh, cũng phải lợi nhuận, người ta cũng mua hàng, nhập hàng từ Toàn về người ta bán thì người ta phải có lợi nhuận thì người ta mới bán nhé các bạn. Nên là thành thử ra anh em phải hiểu nhiều cái nó khó nói cho Toàn. Cái dòng này là bán chạy nhất của bên shop Toàn là côn biểu diễn. Côn này là nó nhẹ 250g, giá chỉ có 135.000. Dòng này là bán chạy nhất. Một ngày mình bán khoảng tầm là ít nhất là hơn 10 cặp dòng này, ít nhất là hơn. Chưa nói là bán chỉ nha, đó là mới bán lẻ. Tiếp theo nữa là dòng dành cho người nào mới tập. Mới tập thì có hai dạng, đấy là côn inox bóng mút. Đây là mút và côn nhựa silicon, đây là côn nhựa silicon. Đấy. Khi cong lại, bẻ cong rồi anh em thấy không, nó an toàn cho người mới tập. Dòng này là nhựa silicon và dòng này dòng bóng mút. Hai cái dạng này là dạng là bóng mút này khiên xoay nhé. Dạng này là dạng khiên xoay 160.000, hai cây này là 160.000. Loại này thì bóng mút nó cao cấp hơn, nó có khớp xoay linh hoạt thì giá nó là 200.000. Đây nó khác biệt chứ mỗi chỗ này là cái khớp xoay ở đây. Đầu khớp xoay là giá nó 200. Tiếp theo nữa, cái dòng mà Toàn tự hào nhất là dòng mà côn thực chiến bằng inox mà giá bình dân. Giá bình dân đó là cái côn inox. Đây côn inox kiện vân chống trơn. Đây kiện vân chống trơn. Đây dòng này là Toàn bán chạy nhất. Camera gần cho mọi người xem này. Đấy, anh em xem sướng không, dây xích khớp xoay lắp 4 ly nha. Khớp xoay linh hoạt, kiện vân chống trơn ở trên, kiện vân chống trơn ở dưới, bọc ở đuôi. Rất nhiều ở trên Việt Nam mình rất nhiều người thích là tập luyện côn Như Khúc mà không có tiếng ồn, thì cái dòng này tức là anh em tập cái côn này là nó êm ru, nó không có leng keng gì hết, nó không có tiếng một tiếng gì hết đấy. Nó êm ru, anh em tập trong nhà hoặc là tập ở đâu cũng vậy, không có nghe tiếng kêu leng keng. Dòng này là dòng rất chi là phổ biến và Toàn rất chi là bán chạy cái dòng này, ngày nào cũng có nhiều người đặt hàng. Là bọc ở đuôi này nha, không có tiếng chuông leng keng luôn. Làm một dây xích khớp xoay lá 4 ly, tiện vân ở trên, tiện vân ở dưới là nặng 450g nhé. Cái dòng này là trên thị trường không có ai bán đâu, chỉ có mỗi shop Toàn bán thôi. Cái dòng này là đặc trưng của shop Toàn. Còn cái dòng này nữa, tức là giống y chang nó, giống y chang nó, nhưng mà là có chuông. Là dòng này là lỗ của nó là có chuông, cũng 450g. Đấy, cũng dây xích khớp xoay lá 4 ly. Cái dòng này thì là có chuông này. Đấy, anh em nghe thấy tiếng chuông không? Mình đánh nhẹ đấy, có tiếng chuông cho anh em. Thì cái dòng này á, là giá cũng vậy, 450g giá là 250.000. Giống như hai cái này y chang nhau, chỉ khác là có chuông và không có chuông thôi. Đó. Giá bình dân đó là 250, free ship cho anh em. Free ship toàn quốc luôn. Đó, giá này là giá rất chỉ là êm. Còn anh em nào muốn mà cái loại tốt nhất về thực chiến là dòng này. Tức là anh em mà muốn công phá tất cả các loại gạch đá mà bền nhất có thể là bền, thì cái dòng này côn inox hình đốt tre này, nặng 630g, cũng làm một dây xích khớp xoay lá 4 ly. Đây bọc ở đuôi luôn nha, cái loại dạng này bọc ở đuôi không có tiếng ồn nha. Loại này thì là bền nhất, chia sẻ với anh em. Còn rất nhiều những dòng kiểm vân chống trơn, những cái dòng mà biểu diễn dạng phổ thông, dạng mà giá bình dân và phổ thông đây anh em, là tiện vân chống trơn một đầu và hai đầu đều có hết. Cái dạng này á đều có hết. Đây đều là côn chuông hết mọi người nhé. Côn này là côn dạng biểu diễn đây, phổ thông nên là xin phép anh em là mình không có mua được từng cái cho anh em. Nó rất chi là nhiều sản phẩm chứ, nên là mình chỉ giới thiệu thôi. Đó, cái dòng này thì giá là 220.000. Dạng này là biểu diễn phổ thông, nặng là 350g. Hai cái dòng này là nặng 350g nha, biểu diễn phổ thông nha. Đó, anh em nó đã từng tập luyện rồi thì xài cái 350g này thì là phù hợp với anh em.
nha. Còn anh em là mới thì nên xài cái dòng nhẹ nhẹ này thôi cho nó đỡ tốn tiền. Bên mình nó rất nhiều dòng, mình sợ là mất thời gian của anh em nên mình chỉ tập trung nói về sản phẩm bán chạy, giống như khuôn gỗ. Khuôn gỗ mình bán chạy nhất là khuôn gỗ căm xe. Đây, những dòng là bát giác tám cạnh này. Những dòng tám cạnh là chạy nhất, có dây dù với là tám cạnh dây xích khớp xoay. Nhưng mà rất nhiều người là thích cái màu này nha, màu nâu nâu đen, lâu lâu có thâm đen đây này. Đây này giống như cây này này. Đây đây. Rất nhiều khách hàng ở trong miền Nam người ta thích cái dòng gỗ căm xe có màu nâu đen đen này, bởi vì là nó gần lõi. Gần lõi thì nó nặng, nó đầm và nó gần lõi nó cứng hơn. Nói chung là gần lõi là nhiều người người ta thích nó cứng hơn. Gỗ căm xe này gần lõi nó còn tốt hơn cả gỗ nghiến. Biết sao không các bạn? Gỗ nghiến mà để ngoài nắng nha, mình nói với các bạn nó sẽ bị nứt răm, và các bạn bảo quản không tốt là nó cũng bị nứt. Nhưng mà gỗ căm xe này thì anh em thoải mái luôn, để thời tiết nó chịu được thời tiết khắc nghiệt hơn, và tính ổn định của gỗ nó cao hơn, và bên trong nó còn một cái lớp là dầu nữa. Các bạn biết gỗ căm xe Tây Nguyên nó còn một lớp dầu bên trong nữa, nên là nó rất chi là tính ổn định gỗ rất chi là cao. Cái mẫu này thì mình cũng bán là 340.000. Anh em thích màu đẹp như thế này, có màu đẹp. Anh em mà thích màu gỗ già, màu hơi xấu xấu tí, thâm thâm nâu đen như thế này thì nói với mình, thì mình cũng có cái gỗ già như thế này, màu nó không được đẹp, nó xấu như thế này thôi, nhưng mà nó gỗ nó già, được cái gỗ nó già. Đây là gỗ cũng chưa được già lắm này, cây này gỗ già này thấy không, nó xấu thật nhưng mà gỗ nó già. Đấy, tùy anh em thích màu đẹp hay là gỗ già thì có. Gỗ già giá là 340.000, dây xích khớp xoay, còn dây dù là 220.000 nhé các bạn. Còn những dòng mà nó lắp gậy cũng có này, còn những ốc mà anh em bỏ vào túi tự vệ, để vào túi quần túi áo á, để khi nào sử dụng thì rũ ra nó dài á. Cái dòng này cũng có, mấy cái dòng này là 400k hết anh em nhé, cả cái loại tốt nhất của inox cũng là 400k. Rồi, đây là sơ là giới thiệu những cái dòng mà côn bán chạy nhất shop toàn. Có cái những dòng này là dòng cũng là gọi như là thương hiệu của shop toàn này, làm bằng dây xích khớp xoay lắp only, làm bằng nhựa silicone này, mua một lần là dùng cả đời. Anh em nào thích mà bền là mua tập, rồi sau này để lại cho ai đó là tập này, thì dòng này là bền nhất này, mua một lần là dùng cả đời, 260.000. Rất nhiều những mẫu khuôn toàn thì hôm nay chỉ giới thiệu sơ sơ thôi. Anh em nào quan tâm thì kết bạn Zalo, gọi điện thoại trực tiếp cho Toàn, số điện thoại Toàn sẽ để trên màn hình cho anh em là gọi điện nha. Thì anh em nhớ là đăng ký kênh để xem những cái thông báo mới nhất về video của Toàn. Về video sau này thì mình sẽ nói về cái vấn đề là côn nhị khúc cao cấp hơn, đó là côn gỗ cẩm lai và gỗ hương. Anh em vừa chơi côn nhị khúc vừa trưng bày được, tức là anh em vừa tập luyện mà vừa trưng bày phòng khách được, thì video sau thì mình sẽ nói về côn nhị khúc gỗ hương và gỗ cẩm lai, giá nó tương đối là bình dân để cho anh em là tham khảo nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của Toàn. Xin chào và hẹn gặp lại.